Vâng, em xin chào cả nhà, chào anh chị em. Hôm nay em lên một phiên lá kẻ VIP cho anh chị em sưu tầm nhé. Đầu tiên là em đi vào cái cây Thịnh Vượng. Chắc là mọi người năm ngoái thì cũng biết là cái cây Thịnh Vượng. Vâng, em lấy về. Thì đây là cái cây Thịnh Vượng này. Cho mọi người xem cái clip. Cây này thực ra nó cũng là một cái dòng lúa chúa. Vâng, và gen kẻ thì nó cũng rất là ổn định này nhá, ổn định. Đấy. Đặc biệt là cái cây đợt mà em lúc em sưu tầm thì cái cây này lá nó rất dày rồi nhỉ. Lá nó dày thành miếng luôn. Đấy, khi mà chăm khỏe và cho ăn nắng, đạt nắng nó rất dày. Và sọc con này thì nó rất là vàng. Và con này nó có những cái bản kẻ rất là to cả nhỉ. Cây mẹ năm ngoái em lấy về chắc là nhiều bác cũng biết. Và năm ngoái thì chắc là một cái kia nhỏ xíu cũng phải tầm ít nhất phải tầm 3-4 triệu rồi. Thì năm ngoái lúc em lấy về thì em cứ gọi nó là cây Thịnh Vượng này nhá. Đấy, kẻ rất phê. Thì những cái kia năm nay ươm lên cả nhà. Kỳ năm nay ươm thì nó 95% nó đều lên sọc hết. Đấy. Thì cũng có những cây đầu mùa thì là nó vàng đẹp hơn thì là em cũng xuất em bán rồi. Đấy. Tầm này thì bắt đầu nó cũng bớt nắng lên rồi. Những kỳ rất là đẹp. Thì em đi nhanh cho các bác sưu tầm. Đấy. Thì cái kỳ số 1 này, tất cả đều là kỳ ươm tự nhiên này nhá. Đấy. Năm ngoái thì những cái kỳ như này nó toàn phải 3 triệu. Thì cái kỳ như này thì em xuất với giá là 500k. 500k nhé, kỳ này là kỳ nhỏ nhất, chắc nó được khoảng hơn 2 sen. Đấy, lên là nó có sọc ngay, đấy, có sọc ngay. Đấy, tầm này về anh em miền Nam có nắng thì nó sẽ càng vàng. Đấy. Hoặc là cây nó càng to khỏe, càng ăn nắng thì cây nó càng đẹp. Số 1 nó bán là 500k, khi số 2 này to hơn. Khi số 2 to hơn, đấy, mà nó kẻ đẹp hơn. Khi này em bán là 680k. 680k, rồi, dễ đi thì cũng tương đối là ok bởi vì nó là ươm tự nhiên mà. Bằng hạt thóc là đã có dễ rồi. 680k cho kỳ số 2, có nhìn nó to hơn kỳ số 1 đúng không ạ? Kỳ số 3, 4, 5 thì em bán đồng giá thì nó to hơn kỳ số 2. Kỳ số 3 này. Kỳ số 3. Đấy, thì 3 kỳ này em bán đồng giá là 790k. Đấy, nó to hơn kỳ số 2 quá nhé, to hơn. Kỳ số 4 này. To hơn là màu nó đẹp hơn. Kỳ số 5 này. Đấy. 3 kỳ này em bán đồng giá là 790k một kỳ. Kỳ nào cũng sọc từ chân. Và hàng này ươm thì rất là ổn định. Mà nhất là ươm mà ngoài miền Bắc. Nếu anh em miền Nam nuôi thì sẽ đẹp hơn. Đấy là kỳ số 6 nhá. Sang kỳ số 6. Kỳ số 6 này nó to dài này. Đấy. Kỳ này em bán là 860k. To dài hơn. 860k cho kỳ này. Đang lên kẻ rất là phê. Mấy nay thì nó giảm nắng đi khá là nhiều. Đấy. Và kia số 7, kia số 7 là to nhất này. Kia này khoảng tầm chắc được khoảng 7-8 sen này. Đấy, thì kia này thì em bán là 1.000, em lấy 1.000k cho kia này, kia to nhất này. Đấy. Cây này thì em cứ gọi là cây Thịnh Vượng này nhé. Đấy. Đấy là 1.000k cho kia to này. À, về cây Thịnh Vượng. Tiếp theo là về cây số đỏ. Số đỏ thì hôm nay em xuất ra một kia. Đây là cái chậu, một chậu mẹ các bạn. Đấy, cây số đỏ nuôi ở miền Bắc này, sọc rất là phê, sọc từ những lá chân. Đấy, những cái mầm lên rất là đẹp. Cây số đỏ thì các bác biết rồi. Đấy, nó sở hữu một cái mặt hoa cánh bầu, mũi trắng, đột biến, lưỡi bẹt, rất là phê. Cây này thì nó được cả hoa lẫn lá này nhá. Được cả hoa lẫn lá. Đấy, mặt hoa số đỏ thì em cho các bác xem. Những cây này thì nó có thương hiệu ở trên thị trường rồi. Nó có thương hiệu rồi cho nên là anh chị em rất là yên tâm. Nhưng mà đặc biệt khi mà ở bên ngoài thì thực ra là đôi khi cái cây này nó vẫn là hàng thương hiệu cho nên là anh em sưu tầm bên ngoài thì cũng vẫn phải cố gắng là chuẩn giống. Và đây là mặt hoa của con số đỏ. Bông cánh mọi người có thể thấy khuôn cánh cực kỳ bầu đẹp. Và nó sọc cả cánh nhé cả nhé. Cái cánh này nó cũng sọc này. Đấy, mũi lúc nó ra mũi trắng lúc mũi hồng, lưỡi bẹt rất là phê. Đấy, nụ sọc. Sọc nụ luôn, lưỡi bẹt rất là phê luôn. Cực đẹp phải nhỉ. Mặt hoa này thì chơi không bao giờ lỗi mốt cả nhỉ, không bao giờ lỗi mốt. Đấy, và lá kẻ này. Độ kẻ thì rất là phê luôn.
Thì hôm nay em xuất ra một cái key này, thì em chia sẻ key này với giá là 3 triệu nhé, 3.000k cho key này. Đấy, những con mà nó sọc nhiều hơn, key sọc nhiều hơn thì giá nó cao hơn một tí. Cái key này cũng là key ươm tự nhiên rồi nhé, key tự nhiên. Key này em xuất giá là 3.000k. Bác nhanh tay sưu tầm cây số đỏ rất đẹp. Nên đặc biệt hôm nay thì cũng rất nhiều bác cũng hỏi em về bảo duy. Thực ra là bảo duy thì bây giờ anh em mua vào lúc nó cao quá rồi. Bây giờ thì có giống thì thực ra là cũng nó rẻ thì cũng chưa muốn chia, thì cũng không nhiều lắm. Thì hôm nay em lên một key cho anh em sưu tầm 5 cây trắng bảo duy. Đấy, cái key này thì số đo nó được khoảng, chắc là cỡ được khoảng tầm độ 4-5 cm gì đấy. Nhưng mà nó là một key ươm tự nhiên cắt khúc đầu ngọn này, cả nhà thấy không ạ? Cắt khúc đầu ngọn nhé. Phía trên này còn một cái mắt ngủ, rễ thì bộ rễ thì bao phê luôn, rễ thì chặt chậu cả nhà, rễ bao phê bao khỏe. Đấy, rất đẹp. Thì cái key bảo duy này em xuất với giá là 8.600k, 8.600k cho anh chị em sưu tầm. Key vẫn đang đi ngọn rồi nhé, key cắt khúc đầu ngọn cực đẹp luôn, gốc rất to và rễ rất khỏe. 5 cánh trắng bảo duy ạ, mặt hoa cực kỳ là phê. Rồi, ok cả nhà, thì các bác sưu tầm cái cây nào các bác liên hệ với em. Số điện thoại em là 0903 208 533. Em xin cảm ơn.